ra làm con phải biết hiếu thảo. Mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Hai mươi bốn gương hiếu thảo. Tập 16. Cho mẹ chồng bú sữa. Đường triều Phù Lăng. Tổ mẫu gần đây sức khỏe không tốt, Đường tổ mẫu đang làm những món ngon cho tổ mẫu dùng. Muội biết rồi. Đúng vậy, tỷ rất là mong tổ mẫu mau chóng được khỏe lại. Được rồi, chúng ta mau đi chơi đi. Lần này lão phu nhân chắc chắn sẽ thích. Tôn Nhi, con lấy đồ xong chưa? Bà ơi, con lấy rồi đây. Tôn Nhi ngoan, giờ đi theo bà đến thỉnh ăn tăng tổ mẫu trước, rồi chúng ta ăn cơm, chịu không? Dạ. Lão phu nhân, lão phu nhân, con dâu đến thỉnh ăn mẹ đây. Đường phu nhân. Chào Đường phu nhân. Chào tiểu thiếu gia. Lão phu nhân thế nào rồi? Cũng vẫn như cũ, đang nằm nghỉ trong phòng. Lão phu nhân nằm một chỗ mấy ngày rồi, cứ như vậy hoài làm sao mà được. Để ta vào trong xem sao. Mời phu nhân. Lão phu nhân, mẹ cứ nằm nghỉ, con dâu đến đây để thỉnh an lão phu nhân. Nam Nhi thỉnh an tăng tổ mẫu. Con ngoan lắm. Nhiều năm qua rồi mà con vẫn như nàng dâu mới được gả về đây vậy. Sáng sớm nào con cũng đến thỉnh an ta,
Thật là đáng quý, ta lại chưa thể đầu tóc chỉnh tề để gặp các con. Lão phu nhân, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Nhị nữ đến thỉnh an mẹ là bổn phận con phải làm. Bây giờ sức khỏe của mẹ không tốt, không cần phải ngồi dậy, cứ để tụi con chăm sóc là được. Được. Lão phu nhân, đây là cháu Yến mà con đã dậy thật sớm để nấu cho mẹ. Cháo này thường ngày mẹ thích ăn nhất. Mẹ ăn thử đi. Lão phu nhân, sao vậy? Cháo không ngon sao? Con dâu ngoan, đây đúng là hương vị mà mẹ thích ăn nhất. Có điều tuổi mẹ giờ đã cao, răng cỏ rụng hết, không còn nhai được. Bây giờ lại nằm lâu trên giường, ăn gì cũng không thấy ngon. Vậy thì mẹ cố ăn thêm một ít nữa, nếu không sức khỏe của mẹ sẽ ngày càng yếu đi. Mẹ già rồi, không sống được bao lâu nữa. Con không cho mẹ nói như vậy đâu. Con thấy mẹ phải được hưởng phước rất nhiều năm nữa, mẹ hiểu không? Tôn Nhi, mau đem bao nải đến đây. Lão phu nhân, con đến con đường phía bắc chỗ Lý sư phụ đặt một cái mền lông cừu. Mỗi khi mẹ nằm ngủ, đắp nó lên sẽ thấy thoải mái hơn. Con dâu ngoan, có con là phần phúc của mẹ rồi. Lão phu nhân, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ ngủ một giấc đi. Bây giờ con không quấy rầy mẹ nữa. Được. Nào. Đi con. Linh Nhi, phải cẩn thận chu đáo khi chăm sóc lão phu nhân. Nếu cần bất cứ thứ gì thì đến tìm ta. Dạ, được phu nhân. Cầu xin Bồ Tát phù hộ lão phu nhân nhà con mau chóng hồi phục sức khỏe, cho bà sống vui khỏe vào tuổi xế chiều. Phu nhân. Lão già, cuối cùng ông đã trở về. Phu nhân à, bà làm sao vậy? Đã có chuyện gì hả? Thiếp thì không sao, nhưng mà lão phu nhân. Lão phu nhân bệnh à? Lão phu nhân trước giờ vẫn khỏe mạnh, nhưng hiện giờ tuổi mẹ đã cao, khó tránh khỏi sức khỏe suy yếu. Răng của mẹ đều đã rụng hết, mấy ngày nay nước cũng không uống nổi. Cứ mỗi buổi sáng thiếp đến thỉnh an mẹ, nhìn thấy sức khỏe của mẹ mỗi ngày một yếu đi, nhưng lại không thể làm được gì. Phu nhân à, răng cỏ rụng hết thì có thể ăn những thức ăn loãng mà. Đâu phải là thiếp không biết, sáng sớm hôm nay thiếp đã nấu cháo yến, nhưng mẹ vẫn không nuốt nổi. Nếu nằm lâu ở trên giường lại không chịu ăn uống gì thì sức khỏe sẽ càng tệ hơn. Như vậy làm sao mà được? Phu nhân à, bà nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm mai tôi với bà sẽ cùng qua đó thỉnh an mẫu thân hả? Ừ. Mẫu thân, Bất Hiếu Nhi
xin thỉnh an mẹ. Con dâu xin thỉnh an lão phu nhân. Ngoan. Nam nhi xin thỉnh an tăng tổ mẫu. Nam nhi ngoan. Mẫu thân à, hài nhi ra ngoài vài ngày, không đến thỉnh an mẫu thân được, trong lòng áy náy vô cùng. Tối qua mới về, nghe tin mẫu thân mấy ngày nay không ăn uống gì cả. Như vậy không tốt đâu mẹ à. Con à, sức khỏe của mẹ không còn như trước nữa. Bây giờ răng cỏ rụng hết, không muốn ăn uống gì. Đường phu nhân có làm cháo yến cho mẹ, nhưng mẹ ăn không nổi. Dạ rồi, gần kề cái chết rồi. Mẫu thân à, những lời không may mắn như vậy đừng nên nói mà. Tăng tổ mẫu, người cần phải mau chóng khỏe lại, để con cùng con ra hậu viên chơi đùa nữa. Nam nhi ngoan. Lão phu nhân, lão gia, hai người cứ trò chuyện đi, con đến hiệu thuốc bốc ít thuốc về. Còn tình sức khỏe của mẹ sẽ mau chóng được bình phục. Con thật có hiếu. Được. Mẫu thân à, mẹ đừng có quá lo ha. Rồi từ từ mẹ sẽ khỏe lại thôi ha. Trường y sư. Đường phu nhân, có gì mà nôn nóng vậy? Trường y sư, ông nhất định phải giúp lão phu nhân nhà tôi. Ê, bà làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi. Có cần gì thì cứ nói với tôi sẽ dốc hết sức để giúp cho bà. Lão phu nhân nhà tôi trước giờ vẫn mạnh khỏe, cách đây không lâu bị một cơn bạo bệnh, từ đó sức khỏe của bà ngày càng suy yếu. Bây giờ răng cũng đã rụng hết, không thấy thèm ăn cũng không chịu ăn uống, đến nay đã 3 ngày rồi. Ông nghĩ xem, những người già cả không chịu ăn uống làm sao mà được. Lão phu nhân tuổi đã cao, khó tránh khỏi bệnh tật. Cơn bạo bệnh làm tiêu hao phần lớn sức khỏe. Khi đến độ tuổi nhất định thì có làm gì cũng vô ích thôi. Vậy ông hãy nghĩ ra cách để người già chịu ăn chút gì đi. Tôi không thể nào dương mắt nhìn lão phu nhân chết vì đói được. Như vậy đi, tôi sẽ kê toa thuốc kích thích sự thèm ăn để lão phu nhân uống thử. Đồng thời bà có thể nấu ít canh gà và canh móng heo. Nhớ kỹ, chỉ lấy nước kết hợp với sữa dê rồi đem cho lão phu nhân uống để xem hiệu quả thế nào. Đại ân đại đức của Trương y sư đời này khó quên. Đường phu nhân đừng khách sáo. Phu nhân có lòng hiếu thảo hiếm có. Để tôi đi lấy sữa dê cho bà. Chờ một chút. Lão phu nhân thấy tốt hơn không? Có. Lão phu nhân, con dâu xin đến thỉnh an mẹ. Tối qua con có hỏi y sư và bốc cho mẹ ít thuốc uống chung với canh gà, mẹ dùng thử xem. Mẹ không uống thuốc, ngửi thôi đã muốn ói rồi. Thuốc đáng giả tật, nếu không uống làm sao khỏe được. Vậy mẹ uống miếng canh cũng được. Coi chừng nóng đó. Không được, mẹ thật sự không thể nuốt nổi. Đỡ mẹ nằm xuống đi. Như vậy thì làm sao mà được chứ. Chúng ta phải nghĩ cách gì đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì mẫu thân sẽ phải chết vì đói mà thôi. Còn có cách nào nữa chứ? Những cách đáng thử.
Tôi đã thử hết rồi. Bồ Tát, xin người hãy hiển linh. Chỉ cần có thể giúp cho lão phu nhân khỏe lại, thì muốn con làm gì cũng được, con hứa. Muốn con làm gì cũng được, con cầu xin Bồ Tát, con cầu xin người. Phu nhân à, bà làm sao vậy? Phu nhân, bà làm sao vậy hả? Phu nhân, nói đi, bà sao vậy? Bà sao vậy? Lão già, ông đợi tôi một lát. Lão già, Bồ Tát hiển linh rồi, lão phu nhân được cứu rồi. Trời, phu nhân à, bà nói hồ đồ cái gì vậy hả? Lão già, tôi hỏi ông, lúc còn nhỏ chúng ta chưa có răng, không thể ăn những món như mì hay là táo. Chúng ta đã ăn gì để lớn lên? Dĩ nhiên là chúng ta uống sữa mẹ mà lớn lên. Đúng vậy. Lúc nãy ngực tôi đột nhiên đau nhói, cảm giác như đang căng tức. Tôi vào phòng xem kỹ, quả nhiên là có. Phu nhân, ý bà muốn nói là bà cảm giác được Tôi cảm giác mình có sữa lại. Tôi nghĩ chắc chắn là Bồ Tát đã hiển linh. Người muốn tôi dùng sữa để nuôi sống lão phu nhân. Nó chẳng ra thể thống gì hết. Lão già, chim chóc mang ơn còn biết trả ơn, huống chi là con người chúng ta. Nữ nhân chúng tôi mang thai 10 tháng khó khăn lắm, nhìn lão phu nhân khổ sở như vậy, phận làm con cần phải có nghĩa vụ giúp cho người. Phu nhân à, phu nhân có lòng hiếu thảo như vậy, xin nhận một lại của lão phu. Lão gia, đừng làm như vậy. Phận là con đây là điều mà tôi nên làm, huống hồ chi thôi gia rất tốt với tôi. Tôi cần phải hiểu cầu trả ơn báo hiếu. Lão gia. Lỡ như lão phu nhân biết được đây là sữa của mình, không biết lão phu nhân có chịu uống không? Linh Nhi. Đường phu nhân chưa gọi tôi. Cô hãy nói với lão phu nhân, đây là nước cam lộ tôi thỉnh từ miếu Bồ Tát về, có thể giúp trợ sức, an khang trường thọ. Dạ. Nhưng mà một thứ quý giá như vậy, sao phu nhân không tự đưa vào? Cô cứ cầm vào đi, đừng hỏi nhiều. Lão phu nhân, đây là nước cam lộ được phu nhân thỉnh từ miếu Bồ Tát về, bà uống thử xem. Đây là gì vậy? Đây là nước cam lộ được phu nhân thỉnh từ miếu Bồ Tát về. Mùi vị này ta thấy quen thuộc lắm. Hình như trước đây có uống rồi. Ta rất thích mùi vị này. Tốt quá rồi lão phu nhân, cuối cùng thì bà cũng tìm được thứ mình thích ăn nhất. Được như vậy thì bệnh của bà sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Dìu ta ngồi dậy đi. Nào. Nữa đi lão phu nhân. Bà thấy thế nào? Một tháng sau. Lão phu nhân. Đường phu nhân, mẹ xuống giường được rồi sao? Đúng vậy. Con thấy thời gian qua mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi, đúng không? Xem ra nước cam lộ Bồ Tát ban cho quả là kỳ diệu. Cũng nhờ có lòng hiếu thảo của con buôn ba khắp nơi vì mẹ mới có được nước cam lộ Bồ Tát ban cho.
khổ cho con quá. Xin lão phu nhân đừng nói vậy. Thứ nhất, đây là bổn phận con nên làm. Thứ hai, là nhờ phúc đức của mẹ nên Bồ Tát Hiển Linh ban cho nước cam lộ. Phu nhân à? Hả? À, phòng ngủ ở bên kia. Bà nghĩ cái gì vậy hả? À, không có gì. Có tâm sự gì đúng không hả? Tôi lấy đâu ra tâm sự? Gần đây sức khỏe của lão phu nhân đã tốt hơn, có thể xuống giường. Tôi vui còn không kịp nữa là. Tôi thấy bà vẫn còn tâm sự gì đó đó hả? Tâm sự? Chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra, hình như dạo này Tôn Nhi rất thích con dê nhỏ của nhà hàng xóm. Tôi định mua một con cái về làm bạn với nó, để nó hạn chế đi qua nhà người khác. Tốt nhất là những con dê con mới ra đời hoặc mới sinh chưa bao lâu, chắc chắn Tôn Nhi càng thích hơn. Phu nhân à, bà suy nghĩ thật là chu đáo. Lấy được phu nhân như bà đúng là phúc ba đời mới có được. Là bổn phận của tôi được. Mà nghỉ ngơi đi hả? Quản gia. Tôi đây. Một lát nữa ngươi đi mua một con dê cái mới sinh về cho ta nha. Dê cái mới sinh à? Chuyện là như vậy. Phu nhân nói Tôn Nhi mấy ngày nay thích qua nhà hàng xóm chơi với con dê nhỏ. Ta muốn mua một con về để bầu bạn với nó. Gần đây tiểu thiếu gia đâu có ra ngoài chơi. Lão phu nhân đang thèm uống canh cá sao? Lão gia, ngài không biết gì sao? Cá chép này đều phu nhân có dặn tôi ngày nào cũng phải mua. Bà uống canh đậu hũ cá chép được một thời gian rồi. Phu nhân không thích ăn cá vì không chịu được mùi tanh. Chuyện đó tôi biết, nhưng mà cá này thật sự là được phu nhân dặn tôi mua. Mỗi lần uống là bà phải cố uống, nhưng bà vẫn vừa uống canh đậu hũ cá chép vừa đến chỗ của đại phu để bốc thuốc. Được rồi, ngươi đi làm việc đi hả? Dạ lão gia. Lão phu nhân, có phải bà thấy mệt không? Hôm nay chúng ta đi tản bộ rất lâu, hay là con đưa bà lên giường nằm nghỉ nha. Linh Nhi. Dạ. Ngày mai khi đường phu nhân kêu con đi lấy nước cam lộ, con hãy nói lão phu nhân nói mời đường phu nhân tự tay đưa vào. Dạ con hiểu rồi. Đi đi. Lão gia, sao hôm nay ông về sớm quá vậy? Công vụ xong hết rồi sao? Phu nhân à, tôi đã biết hết rồi. Để con sửa cho lão phu nhân. Mà bà phải chịu khổ rồi. Lão gia, ông làm sao vậy? Đây đều là bổn phận tôi nên làm. Bà đâu cần phải như vậy đâu. Cứ để quản gia mua ít sữa tươi về rồi đưa nó cho lão phu nhân uống. Trước đây tôi cũng có ý định dùng sữa tươi thay sữa mẹ đem cho lão phu nhân uống, nhưng lỡ không may lão phu nhân uống vào biết được nó không phải là nước cam lộ mà là sữa của tôi. Tôi sợ với tuổi này của mẫu thân, tư tưởng cổ hủ khó mà lay chuyển. Nếu mẫu thân cho rằng như vậy là sai đạo lý, truyền ra ngoài thì không hay. Trong lúc nóng giận không uống nữa thì biết làm sao. Sức khỏe của mẫu thân khó khăn lắm mới khỏe lên nhiều, tôi vất vả một chút có đáng gì? Tôi cũng đã bước vào cái tuổi làm tổ mẫu mà còn có sữa, là nhờ Bồ Tát Hiển Linh ban cho tôi để cho tôi được tận hiếu, thì tôi đâu dễ dàng bỏ cuộc. Có điều thời gian này sữa của tôi càng ngày càng ít đi, chỉ còn cách uống canh đậu hũ cá chép để kích sữa, nhưng chưa thấy ổn thỏa lắm, nên mới dặn ông mua dê mẹ về uống ít sữa dê, cũng có tác dụng kích sữa rất là tốt.
Lẽ ra bà nên cho tôi biết sớm hơn, như vậy tôi có thể chia sẻ với bà chứ. Lão gia bận nhiều công vụ như vậy, làm sao tôi nỡ quấy rầy ông được. Thôi gia tôi không biết là đã tích đức được bao nhiêu kiếp mà có thể lấy được một phu nhân tốt như bà. Là con dâu của Thôi gia, đây là bổn phận tôi nên làm mà. Đường phu nhân. Linh Nhi, cô đến thật đúng lúc. Nước cam lộ đã có sẵn rồi, đem cho lão phu nhân uống đi. Nhưng mà hôm nay lão phu nhân có dặn phải để phu nhân tự đưa đến, nếu không lão phu nhân sẽ không uống. Lão phu nhân nói vậy thật sao? Đúng là như vậy. Theo lý mà nói, lão gia sẽ không nói cho lão phu nhân biết. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ. Con dâu xin thỉnh an mẫu thân. Lão phu nhân gần đây đã khỏe hơn nhiều. Đến đây con dâu, có được một nàng dâu tốt như con chăm sóc chu đáo, sức khỏe của mẹ đã tốt hơn nhiều rồi. Hôm qua mẹ còn ra ngoài sân để tản bộ nữa. Chỉ là không biết đường phu nhân có được khỏe không? Con vẫn khỏe đây mà. Nhưng còn lão phu nhân, từ sau khi răng rụng hết, ngày nào cũng không ăn, nhìn thấy vậy con đau lòng vô cùng. Mày nhờ Bồ Tát Hiển Linh ban cho nước cam lộ, sau này con sẽ ngày ngày tụng kinh niệm Phật báo đáp Bồ Tát. Đây, mẹ hãy uống đi. Thật là khổ cho con quá, đường phu nhân. Chắc nhờ phúc mẹ tu được mấy kiếp trước mới có được nàng dâu tốt như con. Từ giờ, chính mẹ sẽ ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu phúc cho đường phu nhân. Lão phu nhân, mẹ nói gì mà nghe lạ vậy? Đây đều là bổn phận mà con nên làm mà. Đây. Ba năm sau, mẹ, chúng con đến rồi đây. Có gì dặn dò mẹ cứ nói với chúng con. Phải đó mẹ, tụi con đã đến rồi. Mẹ có gì căn dặn thì cứ nói đi, chúng con nhất định sẽ làm theo những gì mà mẹ dặn dò. Tốt, phần số mẹ đã hết, sắp phải lìa đời. Hôm nay nhân lúc có đủ các con, mẹ có một chuyện cần nói với các con. Dạ. Mấy năm trước răng của mẹ đều đã rụng hết, không ăn uống được, cứ phải chịu đói. Sau đó đường phu nhân đến miếu xin được nước cam lộ. Tuy nó không nói, nhưng mẹ cũng biết đó chính là sữa của nó. Để mẹ có thể yên lòng uống sữa, nó đã giấu mẹ mọi chuyện. Đường phu nhân đã ở tuổi làm tổ mẫu, dùng sữa của mình để nuôi sống mẹ. Mẹ không thể báo đáp ân tình của nàng dâu.
mẹ chỉ có một tâm nguyện, đó là hy vọng các con sau này hiếu kính nó như Đường phu nhân hiếu kính mẹ. Tăng tổ mẫu, người không nói chúng con cũng biết mà. Năm xưa tổ mẫu dùng sữa nuôi sống người, giờ bí mật đó đã được công khai. Tổ mẫu đã dùng hành động cho chúng con noi theo. Người yên tâm đi, sau này chúng con nhất định cũng sẽ hiếu kính Đường tổ mẫu như vậy. Mẹ, mẹ yên tâm, con hứa sẽ chỉ dạy con cháu hết lòng hiếu kính với Đường phu nhân. Tốt, tốt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, 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 tổ mẫu, mẹ ơi, tăng tổ mẫu, tăng tổ mẫu, tăng tổ mẫu, mẹ ơi, mẹ ơi, tăng tổ mẫu. Sau khi khôn lớn, Thôi Sơn Nam được làm quan to nhưng vẫn hiếu kính với tổ mẫu Đường phu nhân như trưởng tôn phu nhân đã căn dặn. Hiếu kính Thôi gia phụ, dùng sữa nuôi mẹ chồng, ơn này sao báo đáp, nguyện con cháu noi theo. Nam mô A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.